mình mở cái cần số ra thì mình mới lấy được cái mang cá này ra. Rất là khó để mà vệ sinh, đây là cái điểm trừ của con gửi tiếp này. Chù cho nó xem. Chưa rồi không chịu nấu cơm đi mà lo ngồi coi tivi không vậy hả? Hả? Đi xuống nấu cơm lẹ lên. Có người không cho ăn. Có người tiệc được ăn của tôi rồi. Ok, hôm nay em sẽ làm một cái clip rửa xe. Ok anh em, hôm nay mình sẽ tổng vệ sinh cái xe này. Cái xe này nó dơ quá rồi. Nhìn đây, dơ hại luôn. Thấy ghê chưa? Đó, kinh. Mấy cọng sên giờ nó cũng xét luôn rồi. Mọi khi á, thì mình vệ sinh nó bằng cái này. Sinh lai, rửa chén với chiếc súc chanh thiên nhiên extra. Nó rửa xe cũng được, ok lắm. Cái dàn nhựa bóng thì nó sạch sẽ, ok hết. Nhưng mà cái dàn nhựa nhám á, thì cái này nó sẽ làm bạc màu. Dàn nhựa nhám là những cái này này. Đây, cái này là nhựa nhám màu đen nè. Cho nên là mình mua cái chai Sonat này, chuyên dành cho rửa xe. Nó sẽ bảo vệ được nước sơn, nó sẽ làm cái nước sơn nó bóng hơn, giữ cho cái dàn nhựa nhám nó được đen ổn định, không có bị bạc màu. Rồi mình mua một cái chai xịt sên dưỡng sên là EX50 của Voltronic, một lít rưỡi dầu hôi 20.000, một cái bình xịt mới vừa mua luôn để xịt cái sên, bỏ dầu hôi vô đây xịt cái sên, một cái vàng chải để chà mấy cái ngóc ngách nhỏ nhỏ bánh xe hay là heo dầu gì đó. Hai cái khăn của ba em nha, khăn ba em mới được. Khăn này là khăn cái vải nó mịn, nó mềm lắm, cái lông nó mềm lắm chứ nó không có làm xước cái xe. Hai khăn, một khăn là dành cho dàn nhựa bóng, một khăn nữa là dành cho lau những cái dàn nhựa nhám ở bên dưới dàn chân á, bánh xe rồi này kia nó dơ hơn thì mình sẽ dùng khăn này mình lau. Thì một nắp này là mình xài được cho hết nguyên xe luôn, một lần rửa. Mà nó đem lại hiệu quả rất là cao, hôm nay mình sẽ thử nghiệm cho các bạn xem. Một bên mình sẽ rửa bằng cái này, một bên mình sẽ rửa bằng cái này, xem nó sẽ có cái gì nó khác nhau ha. Trước tiên á, để mà rửa một cái xe á, thì mình phải xịt nước trước cho nó mềm hết tất cả những cái đất cát này ra. Tuyệt đối là trong cái giai đoạn đầu tiên của rửa xe là mình không có được dùng nước mạnh nha. Tại vì đang đất cát đang bám trên này rất là cứng, và khi mà các bạn dùng nước mạnh các bạn xịt vô á thì những cái cát này nè nó sẽ lăn, nó sẽ trượt ở trên cái xe và tạo những cái đường xước. Cho nên là mình phải xịt nước rất là nhẹ và làm cho nó mềm ra trước, hết đất cát thì mình bắt đầu mình mới vô cái giai đoạn là xà bông. Ok, một điểm lưu ý nữa là khi mà các bạn rửa xe các bạn nên tháo những cái dây chuyền ra, bạn nào mà có dây chuyền thì nên tháo ra. Rồi thêm một điểm nữa các bạn lưu ý là khi mà xịt nước á, các bạn hạn chế xịt vô trong cái cụm tay lái, với lại được hạn chế xịt vô cái đồng hồ.
xịt xong cái xe cho nó ướt rồi, bụi cát đồ này kia nó cũng đã mềm ra, nó trượt đi bớt rồi. Thì bây giờ mình sẽ vệ sinh cái sơn trước. Lý do mình vệ sinh cái sơn trước á là tại vì nó cái phần dơ nhất, cho nên là bây giờ mình sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ hết bằng dầu hôi, rồi bắt đầu mình mới rửa xe. Mình rửa xe xong á thì cái này nó cũng đã hết dầu hôi rồi, mình sẽ lấy cái chai YX50 mình xịt lên đây. Quy trình là như vậy. Để mà vệ sinh sơn thì cho nó hiệu quả thì các bạn nên gỡ cái dè này ra, cái cắt tay che sơn ra. Thì các bạn dùng một cái cây T10 để các bạn mở mấy ngóc ra, thì nó cũng đơn giản thôi. Cái này thì mình sẽ không có chỉ các bạn sâu, tại vì cái này hầu như ai cũng biết. Là đây nó có con ốc nhấn cho nên là mình mới dùng cái bút để mình, hay là cái tua vít gì đó để mình nhấn cái ngóc ra. Ây da, cái ốc mang cá của đít này nó khá là dài. Con Suzuki này mở cái mang cái này rất là phức tạp các bạn. Tại vì ở đây nó có một cái biến, cái cảm biến để mà đọc cái vòng quay của cái nhông á. Mình phải rút cái cáp ra. Tiếp theo á là mình phải dùng một cái cây T10 để mình mở cái con ốc mà nó gài cái đũa của cái cần số nè. Gài ở đây mình mở cái cần số ra thì mình mới lấy được cái mang cá này ra. Rất là khó để mà vệ sinh, đây là cái điểm trừ của con gửi tiếp này. Chù cho nó xét. Bây giờ mình sẽ xịt dầu hôi vô đây. Dầu hôi thì mình đã chế ở đây rồi, trong cái quá trình mà các bạn xịt vỡ sơn này kia đó thì các bạn nên dùng một cái cây bàn chải giống như thế này để mà chà sơn ha. Rồi xong, sau một hồi cực khổ chà thì bây giờ sơn nó đã sạch rồi nè đó. Sạch rồi đó, thấy không? Mình không ngờ nó xét vậy luôn, mà nó lại rất là khó mở ra, khó mở cái mang cá ra quá. Độ trùng sơn thì ok, đi sau 1.500 cây thì độ trùng vẫn chưa có gì gọi là. Rồi bây giờ đã vậy, rửa xe thì bây giờ mình sẽ rửa thử ha. Bên này rửa bằng Sola ha, bên này mình rửa bằng Sonat xem là nó có khác biệt gì không nha. Để cho công bằng thì mình sẽ lấy một cái khăn khác. Nãy cái khăn đó là khăn sinh lai. Rồi các bạn có thể thấy là nó khác khăn sinh lai ở chỗ là bọt ra rất là ít. Bọt ít, không có mùi. Bây giờ mình sẽ dội nước và sẽ lấy tương ớt đi, tương ớt thử mình chét lên đây miếng, chét lên đây miếng xem nó có sự khác biệt gì không nha. Hương cà, sơn lai nè,
Sonat nè. Cái thằng Sinh Lai á, khi mà mình chét vô cái phần này nó vẫn nó chảy dài xuống và nó không có tuột nha, giống như nó vẫn ở trên này nó vẫn còn dính rất là nhiều á, không? Còn cái thằng Sonat á là nó rớt nó trơn hơn, cho nên là đúng rồi, mình cảm giác là nó trơn hơn, cho nên là tương cà nó đi xuống nè, các bạn nhìn đi, thử lại nè, Sinh Lai nè, Sonat nè, miếng nữa đi, đó thấy nó tuột không? Nè, so sánh cái đoạn này nè và cái đoạn này, đó hay chưa? Về cái phần nước á thì mình thấy là cái phần nước mà nó bám ở trên bên phần mà mình rửa bằng Sonat á nó sẽ tuột nhanh hơn. Đó. Còn phần bên này nó vẫn sẽ đọng nước. Nè, nó tuột hết trơn nước không? Còn bên này nó vẫn đọng nước nè. Đó. Các bạn muốn xe các bạn sạch đẹp, đảm bảo được nước sơn nó bền, đặc biệt là cái dàn nhựa nhám, thì dùng cái này nó hiệu quả hơn nhiều chứ. Còn các bạn dùng cái này chừng có 1-2 năm là cái màu của cái dàn nhựa nhám nó đã xuống rồi, thậm chí là cái màu của cái nước sơn xe này cũng đã xuống luôn rồi. Rửa xe tiếp. Cái nguyên tắc mà mình rửa xe á là mình sẽ rửa từ trên, mình rửa xuống và rửa từ nhựa bóng trước cho tới nhựa nhám, và rửa nhựa nhám xong rồi thì mình sẽ dùng một cái khăn khác để mình rửa cái dàn chân, ví dụ như là gấp nè, sên nè, bánh xe nè, vành xe nè, bô nè, dè trắng bùn nè, heo dầu nè, thắng đĩa nè, phuộc nè, bánh trước nè, phuộc trước nè, đó. Thì những cái đó là những cái mình sẽ rửa sau cùng. Mình đã rửa xe xong, everything là xong hết rồi, rửa sạch bách luôn. Bây giờ thì công đoạn tiếp theo sẽ là lau khô cái xe này. Lau thì cũng y như là rửa luôn, tức là mình sẽ lau từ phần trên lau xuống, từ trên này lau xuống dưới đây, từ trên này lau xuống dưới đây, và những cái phần như là gấp, những cái dàn chân nữa mình sẽ lau sau cùng ha. Ok, bây giờ á mình sẽ dùng cái chai IX50 này mình xịt lên cái dây sên này. Thì điều đầu tiên á mình lưu ý là khi mà mình xịt những cái chai dưỡng sên như thế này á, mình tránh xịt vô trong cái bánh xe.
chánh xịt vô trong cái vành xe. Thì nếu như mà cái dung dịch này mà nó dính vô cái vành xe, nó sẽ bám đất rất là ghê. Đất đất